Hello, xin chào cả nhà, mình là Nguyễn Loan và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái sản phẩm của mỹ phẩm Đông Anh. Thì đây là một trong những cái sản phẩm mà hiện nay các bạn sử dụng rất là nhiều luôn, và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu một số các cái mặt hàng mà các bạn thấy là hiện nay đang rất là chạy. Thì trong đó có sữa rửa mặt collagen X3, thì các bạn biết là sữa rửa mặt nó làm sạch da rồi đúng không ạ? Làm sạch da đấy, làm sạch da hàng ngày luôn. Và trong này thì các bạn sẽ thấy là nó được chiết xuất từ nghệ mật ong đấy, vừa dưỡng da, tăng sinh collagen, giúp cho da của da mềm mại, vừa sạch sẽ vừa mềm mại luôn. Đấy, sản phẩm này thì nó sẽ loại bỏ hàng ngày, loại bỏ những cái bụi bẩn hàng ngày, giữ ẩm cho da, mịn da và sẽ kết lỗ cho lông, rửa mụn cho chúng ta luôn. Đó, tiếp theo là các bạn bạn nào mà bị mụn thì sau khi mà dùng sữa rửa mặt xong, buổi tối các bạn sẽ sử dụng cho mình thêm cái serum trắng da rửa mụn của sản phẩm X3. Đây ạ. Đây, sản phẩm collagen rửa mụn X3 mọi người nhá. Còn bạn nào nếu mà muốn nâng tông da, đẹp da, các bạn có thể sử dụng cho mình là kem đến tinh chất là nâng tông da đấy, collagen X3, thì nó sẽ giúp cho bạn là nâng tông da đấy. Bạn nào nếu mà đang bị các vấn đề ví dụ như là vừa đi trị nám trị liệu các thứ về, các bạn cần phục hồi da chuyên sâu, trắng da, các bạn có thể dùng cho mình là cao nghệ chuyên phục hồi chuyên sâu cho da đấy, kem bôi da da cao nghệ này nó sẽ phục hồi chuyên da cho bạn luôn. Và tùy vào tình trạng của mỗi người khác nhau thì mình sẽ tư vấn cụ thể cho bạn luôn. Đó, sữa rửa mặt và tẩy da chết của mỹ phẩm Đông Anh thì bạn thấy là tẩy da chết và cái sữa rửa mặt thì ai cũng cần rồi, nhưng mà tùy vào cái tình trạng của bạn thì mình sẽ tư vấn cụ thể cho mọi người. Đấy, ví dụ như mọi người cần trắng da hay là cần trị mụn thì mình sẽ sử dụng những loại khác nhau, hay là bạn nào mà da nhạy cảm mà cần phục hồi da thì chúng ta cũng sẽ dùng loại khác. Đấy, trong này thì bạn sẽ thấy là loại ngừa mụn này, loại trắng da đẹp da này, rồi là loại phục hồi cho da này đó. Và cần tư vấn về những cái sản phẩm phẩm Đông Anh này, các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình qua số là 0985 328 298 thì mình sẽ tư vấn cụ thể cho mọi người nhé. Ok, xin chào cả nhà.